cảm ơn chị nha. Nói vậy thôi, chứ cô hãy thoải mái tận hưởng những gì mà cô cho là quý giá đối với mình đi. Đó là quyền của cô mà. Bất kỳ ai cũng có những thứ mà họ cho là quý giá nhất, mặc dù đối với người khác nó chẳng là cái gì cả. Tức cảnh sinh tình bên bờ biển sóng vỗ dập dìu. Và thế là từ giờ phút đó, lấy hộp con giấy vệ sinh, tiếc à? À, giấy vệ sinh à? Còn ngay, còn ngay.